Ngày hôm nay admin sẽ gửi đến anh chị em một format video mới gọi là bản tin sáng tạo. Hy vọng là với cái format video mới này thì mình sẽ có cơ hội gửi đến cho các bạn những thông tin mới nhất với tốc độ cao nhất từ chính thống cho đến vỉa hè để chúng ta có một cái nhìn đa chiều, đa nền tảng hơn. Trong cái số đầu tiên này thì chúng ta sẽ có 3 tin liên quan đến cả 3 nền tảng là TikTok, YouTube và Facebook. Sau một thời gian thử nghiệm thì bây giờ TikTok sẽ chính thức cho phép tất cả các kênh được phép đăng tải video có độ dài lên tới 10 phút. Qua động thái này của TikTok thì chúng ta thấy là các cái nền tảng đang ngày càng tiến đến gần nhau hơn. Trong khi YouTube tạo ra Shorts để cạnh tranh về video ngắn thì TikTok lại cho phép chúng ta đăng những cái video dài hơn. Càng ngày chúng ta đã càng ít thấy hơn những cái clip mà chỉ có nhảy nhót nhót. Ở đây chúng ta đã có thể đăng những cái clip dài hơn, phức tạp hơn lên kênh của mình. Chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến sự cạnh tranh của các nền tảng làm gì. Đây đơn thuần chỉ là cái hệ thống phân phối cho nội dung của mình. Giống như kiểu là mình có hàng hóa mình làm ra, mình gửi bán ở Bixi, nhưng mà chẳng có cái lý do gì mà mình không thể gửi bán ở Co-opmart được cả. Vậy cho nên là khi mình làm xong một video, không quan trọng đấy là video ngắn hay là video dài, mình đăng lên TikTok xong, mình lại lấy cái video đó đăng tiếp lên YouTube, rồi lại đăng tiếp lên Facebook Reels. Nhân tiện nói về Reels thì Facebook trong tuần trước đã chính thức cho phép tất cả các tài khoản được phép đăng Reels trực tiếp từ trên Facebook. Reels chính là cái nền tảng video ngắn mà Facebook đã lặng lẽ phát triển từ năm ngoái ở trên Instagram để cạnh tranh với TikTok. Chúng ta thấy là ở trên YouTube thì có Shorts này, còn Facebook thì lại phát triển Reels. Cái cuộc cạnh tranh về video ngắn và video theo chiều dọc càng ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Anh chị em mình phải thử, tại vì là trong cái thời gian đầu này chắc chắn Facebook sẽ đẩy Reels rất mạnh, nên các bạn thấy là nó xuất hiện ở ngay trên trang chủ của tất cả các tài khoản. Hiện tại thì việc tạo Reels từ tài khoản profile cá nhân khá là đơn giản. Khi mình mở Facebook ra là mình thấy ngay lựa chọn để tạo thước phim. Nhưng mà theo quan sát của mình, cái việc đăng Reels cho Page hiện đang là hơi rối rắm. Đây mới là cái anh chị em mình quan tâm, tại vì mình đã phát triển Page để kiếm tiền từ Facebook Ad Breaks từ năm ngoái. Khi mở Facebook ra, chúng ta tap vào cái avatar của mình, sau đó là chúng ta đừng có vào cái tạo post ở ngay đầu trang, mà cũng đừng chọn vào cái nút màu xanh to ở bên dưới này để tạo post. Chúng ta kéo từ từ kéo lên đến khúc giữa này, chúng ta sẽ thấy một cái lựa chọn để tạo postcard, và ở ngay bên dưới bên phải chúng ta sẽ thấy lựa chọn tạo thước phim. Đây chính là Reels. Nếu mà anh chị em mình kéo đến tận xuống dưới này mà vẫn chưa thấy lựa chọn tạo ra thước phim thì chứng tỏ là Page của bạn đang sử dụng trải nghiệm giao diện mới của Page. Cái trải nghiệm giao diện mới này chưa thấy có cái gì hay ho cả, mà rất là nhiều tính năng bị thiếu. Nếu mà các bạn muốn tạo Reels thì các bạn phải chuyển đổi ngược trở lại nó trở về cái giao diện cũ classic. Mình sẽ để link hướng dẫn ở trong phần mô tả của video. Tin liên quan đến YouTube. Ngày hôm nay YouTube đã tuyên bố là sẽ tắt kiếm tiền tất cả các kênh đến từ Nga. Đây là động thái được đưa ra sau khi Nga tấn công vào Ukraine vào ngày thứ năm tuần trước. Nhân dịp này mình cũng kêu gọi tất cả anh chị em trong cộng đồng tự hào sáng tạo. Chúng ta thay đổi avatar, thay đổi banner, lấy quốc kỳ của Ukraine để lên tiếng phản đối cho cuộc chiến tranh này. Link để download cái avatar và banner mình sẽ để ở trong phần mô tả. Mong nhận được sự ủng hộ của tất cả anh chị em tự hào sáng tạo. Và hẹn gặp lại trong các video sau.